Tiếp tục là câu chuyện cuộc đời éo le của anh Mạnh và chị Hòn. Đố các bạn là vị khách hôm nay là ai? Đó là người phụ nữ được nhắc đến nhưng mà hôm nay mới thấy được hình ảnh. Sau một thời gian dài chat với anh Mạnh thì nhan sắc chị cũng tàn tại theo thời gian. Chính vì cái lý do đó mà hôm nay chị tìm đến với spa của Tâm để mà trùng tu lại nhan sắc vì anh Mạnh lần trước biến hóa quá đẹp. Phải chăng là chị đã mềm lòng vì cái sự chân thành của anh Mạnh rồi chưa? Vì đã bỏ bê bản thân của mình quá lâu rồi. Chị muốn bản thân của mình thật xinh đẹp để xứng với anh Mạnh. Cho nên đến với spa của Tâm là yên tâm đi nha. Với đội ngũ nhân viên là trên 10 năm kinh nghiệm sẽ làm cho chị Hòn tự hào với cái giao diện mới của mình. Cái quả chân mày của chị Hòn thật là lạ, cho nên Tâm quyết định là cạo hết luôn. Với cái mái tóc ngắn này thật là thô sơ quá nên là Tâm quyết định uống cho chị. Màu tóc nâu này có thể làm chị không có được nổi bật cho lắm. Sẵn tiện hôm nay chị mặc cái màu đỏ nên Tâm nhuộm cho chị cái tóc màu đỏ luôn. Mọi người nghĩ xem cái kiểu tóc này có phù hợp với chị hay không? Kiểu tóc này làm cho chị giống như một dân chơi. Tiếp theo sẽ là phần make up hóa thân cho chị trở thành một con người khác. Không biết lần này gặp lại anh mà nếu cảm thấy chị khác hay không? Không biết là anh còn thích hay không nữa là một chuyện. Nhưng mà với chất lượng hơn 10 năm kinh nghiệm thì chắc chắn là anh Mạnh sẽ hoảng hốt. Nhưng mà hoảng hốt theo cái kiểu vui mừng đó nha. Gắn một cặp len cho chị là nhìn chị khác ngay. Còn bây giờ là tới phấn mắt. Làm trông thiệt là nhã nhặn và thanh lịch. Quánh một xíu má hồng nữa là nhìn có sức sống liền ha. Đôi môi của chị là hơi ngả màu cho nên là Tâm chọn một cái màu đậm. Quánh lên cho chị một cái là chị nhìn xinh xắn hơn liền. Và cặp lông mi rất là được chuộng khách bên Tâm. Trông có vẻ rất là tự nhiên ha. Và cuối cùng là không thể nào thiếu những cái phụ kiện. Bên Tâm là toàn những cái phụ kiện hot trend không thôi. Những phụ kiện này làm cho chị trở nên thanh lịch và trang trọng hơn rất là nhiều. Nhớ thả tim, like và chia sẻ để xem cái kết anh Mạnh và chị Hòn gặp nhau nha. Và cũng đừng quên nhớ follow mình nữa đó.